Độc quyền Rap Việt, đặc quyền Rap Fan, thưởng thức Rap Việt với chế độ 4K siêu mượt, ủng hộ thí sinh yêu thích với 5 lượt bình chọn mỗi ngày, duy nhất trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Là bạn, anh chỉ thấy ai cứ xung quanh toàn là bạn. À, đây là tiếng của fan girl mỗi khi thấy anh họ B B là bạn thân ơi, C là chuyển khoản cho tài khoản nhân đôi. C từ lúc nghèo để khi làm sân chơi nên sao ta lên đen, nó là đã E E là em đã baby, nhìn so đẹp you make me crazy. Em ấy lấy vợ anh nó là maybe girl cho go vớt phim trời đang thi. Hát man I'm from the hood, nên hát sâu trong mọi giờ phút. Im lặng là vàng, im lặng và làm đa năng từ A đến Z Z để anh lo hết. Yêu hay là ghét, ghét I'm still the best, best. Từ A đến Z, Z anh là alpha best, best. Để anh lo hết, hết. Từ A đến Z, Z KKK đây là tiếng anh cười. Nghe răng bè chấm anh 10 lời là cho lòng biên. Lung linh là lên luôn. Con mơ là cho mama, con sẽ cố kiếm về thêm lương. Nờ không trèo được nên non, thì cũng cày được nên nương. Em nói là em mà tại sao mắt anh lại đỏ thì P. Anh nói là anh vẫn đi ăn phở. Quy nhạc lên là quẩy. Tối thứ bảy có bao lịch cứ này. R là ai giờ cả thành phố đều biết. Đây là anh Ride 24K. Từ A đến Z, Z để anh lo hết, hết. Yêu hay là ghét, ghét. I'm still the best, best. Từ A đến Z, Z anh là alpha best, best. Để anh lo hết, hết. Từ A đến Z, Z yeah. Từ A đến Z, Z để anh lo hết, hết. Yêu hay là ghét. Anh lo hết, hết. Từ A đến Z, Z. Sợ, sợ, sao? Không ai đoán được phải không? Tôi tin đấy không phải ngông. U, bé thích em phải không? U là trời, anh cứ chơi là U. Cho anh hai về là anh lao vù vù. Double U for winning. All I do is winning. Nếu I'm a sick mic, ý là tình yêu anh ta cho kích thích. Anh không tê tê nghĩa là anh không thích thích. Anh không phải chi nên không chích chích. Flow is Z, bởi vì nó đi zig zag. Đọc kỹ lyric thì cho một thích mắt. Nên sẽ không ai nhận ra có chữ gì. Trời giấc ta tí. Ơ, beat đâu nhở? Cho tôi con beat, beat. Mà siêu ơi beat, beat. Từ A đến Z, Z. Để anh lo hết, hết. Yêu hay là ghét, ghét. I'm still the best, best. Từ A đến Z, Z. Anh là alpha best, best. Để anh lo hết, hết. Từ A đến Z, Z. Let's go. La 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 la. Cảm ơn các em vũ công xinh đẹp của vũ đoàn Bước Nhảy. Được đấy chứ. 24 cao rồi. Một phần thưởng cho em. Định chặt B-Ray không chặt được, tức thiệt á. Nói được làm được. Một tràng vỗ tay cho cả huấn luyện viên và cả thí sinh thưa quý vị. Xin mời Big, em thấy sao? Có lẽ là phải thay đổi câu được đấy chứ thành khó chịu thế nhở. Đùa chứ, Trương không bao giờ làm anh thất vọng cả. Rap không bao giờ thiếu những cái sự hấp dẫn. Bây giờ lại còn nhảy nhót các thứ nữa, rất là phong độ. Em cảm ơn anh. Chúc mừng bài thi. Đúng như B-Ray nói, đây là phong thái của một ngôi sao. Người ta luôn biết người ta phải làm gì vào thời điểm nào, bao nhiêu liều lượng là đủ để sướng với cái mình đang làm và mọi người vô tình sướng theo. Chúc mừng em. Dạ, em cảm ơn anh thầy. Andre,
Đối với anh thì 24K Ride vẫn là một rapper mà anh ưa thích. Cái concept bài từ ANZ này là của em nghĩ ra. Dạ vâng, đúng một nửa thôi, còn lại Massive với cả anh Bảo cũng giúp nhiều ạ. Ok, chúc mừng team của B-Ray đã làm một cái bài rất là độc đáo. Hiếm có ý tưởng hay như này. Về flow, về kỹ năng của em thì chắc anh cũng không cần bán rồi, mọi người tự nhận thấy rồi. Nhưng mà vẫn là cách em đốt cháy sân khấu này. Hơn nữa là hôm nay em còn biết nhảy nữa, nhảy lại anh xem cái. Không thì mình Việt hóa nó một tí, mình gọi là vũ điệu nhéo đi cho nhéo mẹ, nhéo mẹ, cái nhéo mẹ. Cái hay nhất là cái cách bạn đi từ A đến Z, nhưng bạn cũng lấy những cái chữ cái đầu tiên ra để bạn đi cái flow của mình, nó rất là hay và rất là thông minh. Anh Thái, anh có thích bài này không? Yeah, I mean, the energy is really good. I could tell you're really confident, you know what I'm saying? Nãy anh dòm sân khấu nè. I don't know how everybody so đông quá vậy. Where did they come from, dude? Okay. But anyways, yeah, it was a good song. Good job. Em cảm ơn anh ạ. Mời giám khảo ạ. Gọi là chất xám của Ride đi. Thì anh được biết là từ những cái ngày xưa rồi. Và cái cách khai thác chủ đề cực kỳ là dí dỏm và cực kỳ là thông minh. Anh trân trọng cái điều đó. Vì đến vòng 2, vòng 3 mọi người sẽ hơi bí bách về những cái chủ đề. Nhưng mà em vẫn cứ lướt trên những cái con flow như thế. Em xứng đáng là một người nghệ sĩ trình diễn sân khấu được rất nhiều người ủng hộ, chứ không chỉ dừng lại ở rap Việt và cái khóm rap hip hop mà em đang hiện hành. Yeah, và anh rất là thích cái line sẽ em nhắc tới anh. Từ J hình như là nó ở trước đấy rất là nhiều. Nhưng mà em đảo xuống phía dưới để nó có nhiều cái sự thú vị. Ok, cảm ơn em rất nhiều. Thank you. Em cảm ơn anh Ti ạ. Mời Su. Mọi thứ em làm nó rất là hoàn hảo, cho nên là chỉ có dành một cái lời khen và chúc mừng cho Rai thôi ngày hôm nay. Em cảm ơn chị Su ạ. Derek, quá nhiều lời khen có cánh dành cho em rồi, anh nói thêm thì nó cũng bị thừa ấy. Rồi vô đi. Để vẫn phải nói chứ. Vậy chê đi, kéo xuống liền, không để bay quá. Em cũng đáng ráng tìm chỗ chê anh mà chưa tìm được, anh hiểu không? Không có đó tìm được chỗ chê khen. Tại vì bạn biết khi mà cái sản phẩm nó đạt được hiệu ứng 100% rồi, bạn vẫn kiếm một cái cách gì đó để backup cho cái sản phẩm đó. Có nghĩa là nếu như mà sơ xuất chỗ này thì vẫn có chỗ khác đỡ lên lại. Thì đối với em, hiếm có ai có được cái tư duy đó. Và Rai đang làm được cái điều đó trên sân khấu như một người nghệ sĩ thực thụ. Và đó là tư duy của những ngôi sao. Chúc mừng em, một bài thi rất là tốt. 24, go Rai!